cá. Đây, có đèn gì không? Nhưng mà đã nguyên một ngày hôm qua rồi. Hứa với dân là cho dân về. Dân cho về, về làm giấy tờ tùm lum hết trơn rồi, giờ không có gì hết. Vậy rồi sao vậy? Chưa với anh cứ cơm kiểu đó hoài, dân sao ta vậy đó? Cái này là kêu là dân nghèo nhà nước mạnh à. Mấy anh chỉ có tháo cái chốt nhẹ rồi, cái là anh em tôi đi rồi, cái mấy anh đi vô rồi, rồi nó thông lại liền.